Sao thế? Xuống. Ôi. Ôi, mày làm sao đấy hả? Nào nào, cái thằng này. Cái thằng lôi sành sạch đấy nhở. Anh bảo này, em phải nhớ rằng đây cũng là một phần quan trọng trong công việc đấy nhá. Anh ơi, từ ngày các anh đưa em lên đây, em được giải tiếng hát, nhưng mà em chả bao giờ thấy các anh cho em đi hát cả. Các anh toàn bắt em đi tiếp đại gia thôi. Bây giờ em chỉ đi hát thôi có được không mà? Hát với chả hò. Mày hát hò có bằng nhiều tiền bằng mấy ông này, ông thích mày không? Ngu thế. Nhưng mà mỗi lần gặp các ông ấy, các ông toàn đụng chạm vào em thôi. Em không thích đâu. Anh ơi, bây giờ em chỉ cần hát thôi có được không ạ? Thế tao hỏi mày bây giờ ai trả tiền cho mày? Thằng kia mà nói ý thôi. Mày phải để em tâm lý thoải mái. Ngu. Anh bảo này, em phải nghĩ đến thầy em ở quê nhá. Ai sẽ đưa tiền cho thầy em để thầy em trả nợ? Em hãy nghĩ đến thầy em rồi ứng xử cho nó hợp lý. Thôi, vào đây, đi. Thì đi vào. Mày lại mũi dãi là bây giờ đấy. Bố mày xin mày, đi vào. Vào đây các em ơi. Anh Thái. Chào bác. Thằng mới về mới tinh của tiệc luôn, gọi luôn cho vụ tả ăn cho bổ. Nào nào cái thằng này, ăn nói kiểu gì đấy hả? Anh Thái đây là doanh nhân thành đạt mày. Ui, cơn gió nào đưa một giai nhân nhạc Việt đến đây hôm nay. Oh my god, định là Nguyên Chính. Nguyên chuẩn rồi. Chào anh ạ. Thế là không cần phải giới thiệu với bác Thái về em Trinh đây đâu. Dạ. À mà này, hả? Em để ý là cái cơ sở mình là càng ngày càng to đấy đúng không anh? Mà là em nghe nói là bác nhập có con hàng gì mới đúng không? Có con hàng gì đúng không anh? Chú con ruồi bay qua cũng biết là con được con cái. Dạ. Hơi bị yêu tinh đấy. Chú có hàng mới, anh cũng có hàng mới. Dạ vâng. Đây đây đây, tủ bảo quản thực phẩm sạch. Đấy, hay lắm. Dạ. Tôi nói cậu biết nhé, đơn hàng về cái Tây tới. Dạ. Đến mức mà xưởng hoạt động hết công suất, không đủ cung ứng cho những cái đơn đặt hàng về. Ôi. Cả nước ùn ùn đến. Ôi, thích nhờ. Nó phải thế chứ. Ê. Bác ạ, không bù cho cái ngạch bọn em. Ừ. Bây giờ là cạnh tranh khốc liệt lắm. Ừ. Cung thì nhiều nhưng mà cầu thì nó lại ít. Ừ. Thế cho nên là khéo bác xem có cái cửa gì cho anh em bọn em về theo với. Ừ. Chứ không thì chắc bọn em không theo được với nghề. Chết đói. Anh ạ. Chú Thiên cứ đùa. Dạ. Có cả một mỹ nhân thế này chú cứ lo thất nghiệp thế nào. Nếu mà chú đồng ý nhá, anh mời tất cả các cô chú về đây. Anh nuôi. Chỉ việc là ăn, chơi. Xong rồi mệt quá lại chơi, ăn, không phải làm gì. Bác cứ đùa em thế nào chứ em đàn ông đàn an ai lại làm thế. Nếu mà có cần nuôi thì khéo là có em Trinh đây. Đấy, liễu yếu đào tơ mới phải nhờ bác chăm sóc. Trinh như chị, anh lúc nào cũng sẵn lòng. Em cũng yên tâm đi. Bọn anh lúc nào cũng sẵn sàng ghé vai gánh vác những cái việc vất vả nặng nhọc. Chứ ai để một người con gái đẹp như sương, dễ thương như khói như này mà chân lấm tay bùn được. Em có sẵn lòng để bọn anh giúp đỡ không? À, mồm. Dạ thưa anh, cung kính không bằng tuân mệnh ạ. Con lại được. Hay quá. Nó làm sao đấy? Gì đấy? Bác dính gió à? Vừa đẹp này, vừa thông minh này, vừa xinh này, vừa quyến rũ. Quá tuyệt vời mặt trời. Đúng rồi. Mời em đi tham quan nhà xưởng của anh nhá. Trinh đi tham quan xưởng của anh nhá. Anh ơi, anh Sinh Minh Thìn đâu rồi ạ? Nó về rồi. Về đâu ạ? Về nhà. Em xin phép anh, em đi về ạ. Ôi trời ơi. Anh làm sao thế ạ? Ôi trời ơi, cái gì nó bay cộm cộm.
em cứu. Dạ. Cứu hộ. Sao thế ạ? Nó cái gì bay ở mắt nó cộm quá. Thôi. Đây thôi đi. Ở mắt ạ? Ở đây ở mắt. Em thổi anh. Thôi đi. Ôi trời, anh ơi, làm gì thế ạ? Em thổi. Bố và con hàng này diễn trò gì đây đấy? Bố hỗ trợ cô ấy bị tai nạn lao động rồi. Không phải như chị nghĩ đâu ạ. Tai nạn? Tai nạn kiểu gì mà cửa hàng hơi thổi hàng? Khó thở à? Cô ấy bị bụi bay vào mắt, bố phải thổi. Đỡ mắt chưa? Xe ra được con thổi chưa? Đây. Để tính. Tôi thổi với chị nhá. Không ạ, bụi bay vào mắt à? Đâu. Này, bụi bay vào mắt này. Này. Không phải như chị nghĩ đâu ạ. Con này á. Sao, bụi bay vào mắt đâu. Hay để tao thổi bay luôn vào quần áo mày nhá. Em ơi, thổi bay quần áo của nó ấy không phải là việc của em, mà là việc của bố em cơ. Cái thằng ngu đấy lộ. Mua điên đi. Con ơi, ui, nó đóng đá thì chết đấy, chết người đấy con ơi. Ui, bây giờ làm thế nào? Tắt điện đây. Tắt đây. Tôi tắt rồi. Từ từ để anh đi tìm xà beng nhá. Thế mày có tin tức gì của con Trinh không? Dạ, con gọi điện cho anh Sinh rồi. Anh ấy bảo là, nói chung là thầy cứ yên tâm. Thế thầy nhá. Mày vừa nói cái gì? Mày nói như thế tức là chính mày cũng nghĩ u mày. Còn mất dạy. Chào ba. Ba tự lo cơm nước nhá. Hương, con đi đâu đấy hả? Lên đây cô bảo. Con nói bố bao nhiêu lần rồi? Thời đại 4.0, bố phải gọi con là Vicky Phạm. Con với cái đi lại như giặc. Con gái con nữa đi với người kia đàn ông. Muốn mua cái gì? Bảo bố. Bố sai người đi mua cho. Còn con ấy, ở nhà. Muốn mua gì ạ? Bố. Con muốn mua hạnh phúc. Bố mua cho con nhé. Này, hạnh phúc thì cần thì phải mua. Nhà mình thiếu cái gì đâu. Hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc là suốt ngày bố cặp bồ với mấy đứa con gái đáng tuổi con bố. Còn mẹ thì ngày đêm ở xưởng. Bố không nghĩ cho mẹ à? Trẻ con biết cái gì chuyện người lớn. Nói lung tung. Con đi đâu? Đi. Tất nhiên là con sẽ tàu lượn rồi. Nhưng mà con nói nhỏ nhẹ cho bố nghe nhá. Bố mà còn le ve với mấy con đấy thì không yên với con đâu. Đi láo nhỉ? Mày lượn đi đâu cho nước nó trong ấy. Biến. Ba à ba. Ba không phải chờ cơm nhá. Thế thì con với cái anh, dạ đề nghị anh xuống xe tắt. Cậu Hô. Hả? Úi giời. Cậu làm cái gì đấy? Dạ cháu chào giám đốc ạ. Tại sao cậu cứ để cho cán bộ phi xe vào trụ sở công ty thế? Dạ thưa giám đốc, lúc nãy cháu cũng bảo anh ấy là tắt máy xuống xe, nhưng mà anh ấy trả lời cháu là đang vội.
thế là thôi. Dạ, với lại anh ấy cũng là trưởng phòng nên cháu không dám ạ. Trưởng phòng hay là trưởng họ, trưởng gì thì cũng thế thôi. Dạ. Cái gì nó cũng phải có nguyên tắc. Cậu cứ đúng nguyên tắc mà làm cho tôi nhá. Dạ vâng, cháu xin lỗi ạ. Cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ. Chào chị. Đề nghị chị xuống xe, tắt máy. Ô, thằng điếc mà vẫn được làm bảo vệ à? Cô bảo ai điếc? Thằng nào không nghe được tiếng còi xe thì là thằng đấy điếc chứ sao? Yêu cầu chị xuống xe, tắt máy, xuất trình giấy tờ. Này, đấy không biết đây là ai à? Chị có là ai đi chăng nữa ấy, thì chị cũng phải thực hiện theo đúng nguyên tắc. Ồ. Có mà là trưởng phòng hay trưởng họ thì trưởng nào cũng thế thôi nhá. Ồ, được đấy. Nhưng mà tôi chỉ nghe lời anh nốt hôm nay thôi. Buổi về ngày mai anh không được làm bảo vệ ở đây đâu. Cô đừng lôi thôi nữa, thực hiện đúng yêu cầu đi. Chị không dắt xe vào đi, đứng đây làm gì? Người ta đi làm nên làm sao mà chị chặn đường nên làm sao người ta vào được. Này, đây làm đúng biển chỉ dẫn nhá. Biển chỉ dẫn nào? Xuống xe tắt máy. Đây, xuống xe tắt máy rồi. Nhưng mà không dắt vào được, thế nên đứng đây. Khi nào biển có thêm chữ dắt vào thì đây làm, ok. Cô đúng là... Đúng là gì? Này, có tin ngay bây giờ tôi cho thằng xấu dai này nghỉ việc đây luôn không? Cô là... Là con gái rượu của chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Ok chưa? Biến! Hương! Dạ. Con nói cái gì đấy? Cậu ấy đang làm đúng đấy con ạ. Pháp phải có quốc pháp, gia có gia quy, cứ theo nguyên tắc mà làm. Ôi! Đúng là mẹ yêu của con. Bảo sao ông bố ở nhà ngán ngẩm. Thế cái bình giác ngọc trai con xong chưa? Con đi vào đấy mà chọn. Yêu mẹ! Cậu làm ơn dắt họ tôi cái xe vào trong nhá. Dạ vâng. Ơ, thế cái nào của con hả mẹ? Đấy, cái bên tay trái ngoài cùng ấy. À. Wow. Thế mấy bức tranh kia cũng làm được cái này à? Ôi giời, chán con ghê cơ. Con gái lớn trong gia đình mà chả để ý cái gì cả, chỉ mải chơi thôi. Hôm nào rảnh mẹ cho lên xưởng xem công nhân họ làm sẽ biết ngay. Cầu kỳ tinh tế lắm đấy. Nhìn cũng thấy tinh xảo rồi. Ơ, cái này giống cái của con này. Này, cái đấy là của khách đặt. Kệ đi. Này. Sao lại chỉ được nhỉ? Cậu gì đấy, thằng hô nó thế nào vậy ạ? Hô nào? Bị điên à? Đang chỉ lòi gì này. Xin lỗi. Bác ơi, đây cơ mà. Chị ơi, chị cho tôi hỏi, đây có phải phòng cấp cứu không ạ? Bác là bố của cậu Hô ạ? Vâng, vâng, con tôi nó thế nào rồi ạ? Bác ơi, người ta vẫn chưa cho vào đâu. Bác cứ chịu khó ngồi đây đợi một lát ạ. Bác ngồi đây ạ. Ôi, con ơi là con. Mày mà có làm sao thì bố sống thế nào được. Bác ạ, cậu Hô cậu cứu con gái tôi thoát khỏi tai nạn ngay trước cửa công ty ý. Cậu ý là người hiền lành thật thà, tôi quý cậu ấy lắm. Thế cho nên là gia đình cần việc gì để mà hỗ trợ cho cậu ý, chúng tôi xin sẵn sàng ạ. Thế chị là... Tôi là giám đốc của cậu Hô. À thế ạ. Vâng. Quý hóa quá. Thằng Hô nhà tôi ý, nó học cao đẳng cho nên chẳng xin được việc ở đâu cả. May mà được gặp công ty của chị đấy. Còn cái con Trinh ý, bỏ dở học để đi làm. Bác ơi, không học được nhưng mà tìm được việc làm cũng không phải là tệ đâu ạ. Giờ thế chị Trinh, chị công tác ở đâu? Rồi làm được gì ạ? Nói ra thì nhục nhã lắm. Nó bị hai thằng khốn nạn nó lừa. Nó bảo nó lên tỉnh để làm ca sĩ. Mà thằng Hô nó cũng giấu tôi nữa. May mà tôi có thằng cháu họ nó học ở trên đấy. Nó về nó nói, tôi mới biết đấy.
Bác ơi, cháu hỏi là con gái bác tên là gì ạ? Nó tên là Trinh cô ạ. Thì bác có ảnh của chị Trinh không ạ? Không, tôi không mang theo. Chị hỏi ảnh chị Trinh à? Ừ. À, hình như em có. Đâu? Hồi chị Trinh chị ở quê, bọn em có chụp một cái ảnh chung. Đây. Đây chị ạ. Đây, ảnh chị Trinh đây. Ừ. Đúng rồi. Có việc gì thế con? À, không có gì đâu mẹ. À, thôi thế này bác ạ. Bây giờ ấy, cần bất cứ thứ gì bác cứ nói, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ ạ. Vâng, được thế. Ai là người nhà bệnh nhân Hô ấy nhỉ? Dạ tôi. Mời vào, bệnh nhân tỉnh rồi. Ôi dồi thế ạ? Vâng. Này, muối cà phê à? Vâng, con em anh ngồi đây mà. Nghe nó cứ mặn mặn thế nào ấy nhỉ? Đời con này nó nhạt quá, vào đây uống cà phê. Tao có linh cảm là lành ít dữ nhiều đấy. Không sợ đâu, vào đi. Đi. Chào người đẹp. Làm luôn Viên đi. Điều luôn. Viên em ơi! Uống cà phê thôi. Em ơi! Dạ, anh chị dùng gì ạ? Ở đây cái gì ngon nhất em? Dạ, muối cà phê có trà đào và cam sả rất là ngon ạ. Cho hai vải đấy. Dạ vâng, anh chị đợi em chút ạ. Ừ. Thế trước đây có gì không phải với hai anh? Mong hai anh bỏ qua cho. Ôi dồi ôi, người đẹp làm anh giật hết cả cái mình. Anh thì bảo là hôm nay gặp người đẹp mà lành ít dữ nhiều đấy. Có khi là toàn uống rượu phạt chứ không có rượu thưởng đâu. Trong mặt con Hương này dữ thế à? Không, thằng Sinh ấy nói liên thuyên. Người đẹp như thế này thì làm gì có cái nội tiết tố giận dữ ở trong người nhỉ? Thôi, tôi hẹn các anh ra đây là có vụ làm ăn hay. Có mối bên cửa khẩu. Này đây. Ui, gắt thế á? Này, đi qua biên giới là hơi bị nguy hiểm đấy nhá. Nguy hiểm gì? Em mời anh ạ. Ừ. Cảm ơn em. Ủa giỏi. Chúc anh chị công việc ạ. Vụ biên giới cứ để tôi lo. Ừ. Các anh chỉ cần lo đến vụ bà Bảy thôi. Còn lại tôi sẽ đưa đi. Quan trọng, thù lao sẽ gấp 100 lần so với ông già tôi lo cho các anh. Ok. Bánh trôi coi ạ. Ừ. Thế điều kiện là như nào? Phải sinh như em Trinh. Lấy luôn con Trinh. Ừ, quất luôn. Không được. Phải hàng mới, rau sạch còn tươi nguyên. Ôi giời. Rồi bây giờ mình cứ đại tu lại là ok, có cái gì đâu. Không được. Làm ăn các anh phải làm cho nó tử tế vào. Mối mới lâu dài đấy. Thế bây giờ đào đâu ra? Tôi có mối. Mối á? Nói ra nào. Hôm trước vợ Hạ mình tỉ tê với con Trinh thì được biết ở quê nó còn em Mận xóm dưới. Con Mận nhà mơ xóm dưới đấy à? Ui giời, con thành con đi. Bây giờ nó lớn rồi. Đúng chuẩn trắng hịn mịn thơm. Các anh chỉ cần việc tiếp cận nó. Sau đấy anh em mình chuyển thôi. Sao phải xoắn nhờ? Vụt 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 vụt. Ok. Anh tự trói rồi. Binh khí đây. Em đánh anh đi. Em đập anh đi. Em quật thẳng vào đầu anh đi. Em làm gì?
Người ta bảo ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Em nói gì với anh đi. Hay là em đang lo cho con? Anh mà còn nghĩ đến con à? Bây giờ anh còn đang nghĩ đến chân dài, ngực to ấy. Em đừng chỉ trích anh nữa. Anh biết lỗi rồi mà. Sau cái việc với con vừa rồi, anh hiểu rằng là anh cần phải có trách nhiệm với gia đình hơn nữa. Nhưng mà em từng nghĩ xem, em thì tham công tiếc việc, anh cứ vò võ một mình, có khi cả tuần em chẳng để ý gì đến anh. Bản chất anh là tốt, yêu vợ thương con. Thế nhưng mà anh cứ bơ vơ như thế, rồi dòng đời nó cứ xô đẩy, hoàn cảnh nó đẩy đưa, anh làm sao mà chống cự nổi. Anh cũng chỉ là con người thôi. Em phải thương anh chứ. Bao nhiêu lâu nay anh chẳng được hưởng bữa cơm gia đình. Anh thèm cái không khí gia đình, có vợ, có con. À, hôm nay vợ chồng mình được ở nhà đi ăn cơm với nhau nhá. Anh lâu lắm anh không được ăn bữa cơm gia đình rồi nhá. Đồng ý nhá. Đồng ý nhá. Đây là người người ta. Em ngồi hẳn lên anh cho đau, đau anh ấy. Trời ơi, đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Cười là cười. Thế đồng ý rồi nhá. Thế chúng mình đi đi ăn cơm, cả nhà đi ăn cơm nhá. Này, vẫn thấy Trinh xinh không? Xinh quá anh ạ. Chị ấy về quê, em còn không nhận ra. Làm ca sĩ là nó khác ngay. Nhiều cái hay lắm. Nhưng em không biết hát. Em sợ em không được như chị Trinh. Em yên tâm đi. Hai anh ấy nhiều phương pháp lắm. Đúng. Ngày xưa khi Trinh nó mới lên thành phố ấy, nó còn nhút nhát hơn em nhiều. Bây giờ thì có mà. Đấy. Dạo gần đây là Trinh mới chịu thay đổi tư duy đấy. Để về quê rủ em tham gia cùng. Bây giờ nó là thời đại 0.4 rồi. 4.0. Hả? À ừ nhỉ. Quên. À đấy, nói mới nhớ này. Phải gọi cho bà Hương đấy. Ừ đây, đang di chuyển đây rồi. Ok, vậy cứ theo kế hoạch cũ phát triển nhá. Ờ, chuẩn bị đi. Ừ. Alo ạ? Vâng, những đối tượng mà em đã trình báo chuẩn bị đến rồi ạ. Vâng ạ. Cái thằng buồn người kia bị bắt cũng đáng. Chị Hương ơi, hôm nay em phải cảm ơn chị. Tại vì nếu không có chị thì không biết là hai tên buôn người nó bắt em đi đâu rồi. Thôi, có muốn cảm ơn phải cảm ơn cậu Hô ấy. Không có cậu ấy thì không có Hương ngày hôm nay. Mà đấy cũng là cách để Hương và gia đình trả ơn. À, Mận còn sợ không em? Con cái Mận thì chị yên tâm, vì em đã nói hết với nó rồi. Thôi, đi. Đâu rồi? Chị tìm ai à? Trinh. Ôi. Thầy ơi. Đến sớm thì còn khóc cái gì? Mày khóc, thầy khóc theo bây giờ. Thôi, về ăn Tết với thầy, với anh nhé. Vâng ạ. Thầy nói
chuẩn không phải chỉnh. Tết nào mà bằng Tết đoàn viên, cưng nhỉ?